Hôm nay con tu con thấy nó có cái sự vui hỷ hỷ, nó có nó vui 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 trong người. Và hôm trầm thì liên hoặc là tỉnh thức cao hơn, là con cứ tác ý rồi đi kinh hành, rồi hướng tâm mình thanh thản an lạc của sự khi ngồi khi đi. Con thấy có sự tiến bộ hơn để trước nhiều, và nằm cũng thấy tỉnh thức, cho nên khi thực sự tu con thấy con nhận được cái thanh thản an lạc rõ rệt hơn cái năm qua. Thì con tập tiến tới, con tập điều điều, nhất là mình chuẩn bị cảnh giác về cái hôn tầm thiền niên, cảnh giác bởi vì tu tứ niệm xứ nó giữ cái tâm thanh thản, nhưng mà rất là sợ cái hôn tầm thiền niên nó sẽ đánh vào, cho nên mình cảnh giác nó bằng cách là mình đi kinh hành, mình đi, nếu mà ngồi nghỉ một chút thì mình cảnh giác nó, để không cảnh giác nó cho nó đánh vào liền, nó thành ra nó mất cái thanh thản an lạc diệu sự. Cho nên cái tâm thanh thản an lạc diệu sự nó là cái chân lý, chân lý cái chỗ đó không có tham sân si, mà cái chân lý đó được hộ trì, được hộ trì cái chân lý đó, tức là mình phải hộ trì cái trạng thái đó. Đó, cho nên gọi là chân lý được hộ trì. Còn mình tu tập mình hộ trì, cho nên cái câu ở trong kinh Đức Phật dạy đó, thì Đức Phật nói rằng chân lý được hộ trì hay là hộ trì chân lý, nghĩa là cái chân lý đó được hộ trì bằng cái phương pháp. Nếu mà mình hộ trì chân lý thì tức là mình lấy pháp mình bảo vệ cái nó, đừng để cho mất. Cho nên tuy rằng hai cái danh từ nó nói thì mình nghe cái nghĩa nó đồng nhau, nhưng mà nó có cái nghĩa khác nhau trong đó. Chân lý được hộ trì là tức là mình phải ngộ được cái chân lý. Còn hộ trì chân lý tức là mình dùng cái pháp để bảo vệ cái chân lý, đừng làm cho nó mất. Thì các con thấy khi mà chân lý được hộ trì là phải nắm vững cái, mình đã nhìn thấy được cái trạng thái như con vừa rồi đó, bây giờ con đã nhận thấy cái trạng thái thanh thản được rồi. Thì mình nhận ra được nó rồi thì tức là mình đã ngộ ra được nó, giác ngộ đã nhận thấy được rồi, thì bắt đầu bây giờ nó mình mới chân lý được hộ trì khi mình nhận ra cái chân lý. Còn cái kia mình dùng cái pháp rồi, bây giờ tới dùng cái pháp để hộ trì nó, thì cái pháp sẽ ôm rất chặt, cái pháp ôm rất chặt. Ví dụ như cái pháp tác ý là cảnh giác, là trước khi mình biết là mình sẽ sắp bị hôn tầm thiền niên là mình phải đi kinh hành trước, đừng để cho nó mất. Đó. Cho nên vì vậy mà hai câu nói, một cái câu á, nhìn phải nhìn thấy được cái chân lý, thì cái chân lý nó được hộ trì bằng cái pháp. Nhưng mà cái pháp mà để hộ trì chân lý thì cái pháp phải tu tập cảnh giác, cẩn thận, kỹ lưỡng từng chút thì nó mới bảo vệ được cái chân lý. Chứ không khéo nó sẽ bị mất. Mà nó bảo vệ được á, thì mình sẽ chứng đạt được chân lý. Bảo vệ được cái chân lý thì sẽ chứng đạt chân lý. Chứng đạt có nghĩa là mình sống trong cái trạng thái đó luôn liên tục, nó không có bị mất. Thấy không con nhớ? Cho nên vì vậy thì hiện giờ mấy con tu tứ niệm xứ là mấy con đang hộ trì chân lý, đang bảo vệ chân lý. Cái chân lý là cái lý thật, cái lý giải thoát, chứ không phải lì gì cả. Con nhận ra được cái chỗ đó không? Khi mà nhận ra được đó, thì các con nỗ lực các con bảo vệ nó, thì chỉ có duy nhất có pháp tứ niệm xứ. Cho nên nó là chánh pháp, nó làm cho chúng ta được giải thoát hoàn toàn. Nên phải ráng thôi. Bây giờ nó có tiến bộ rồi, nó có sanh thỉ rồi, tức là có cái niềm vui ở trong cái pháp mình, có pháp mình bảo hộ trợ, thì cố gắng tiếp tục. Kính bạch thầy, thì con biết được, nhưng mà nó cũng phải có chướng ngại pháp rất nhiều. Bạch thầy, như hôm qua tự nhiên cả cái mặt con nó ngứa ra, nó như vậy con phải đi vuốt nó hoài, không biết tự nhiên có cái gì mà nó sanh khởi. Chính đó là cái thọ hành, tức là cái thọ ma đó. Cái mặt của mình nó không có ngứa, mà khi mình tu á, tự nhiên nó ngứa, tức là nó làm cho mình bị động. Cho nên đó là cái ác pháp của nó rồi. Cho nên mình khi đó nó con sẽ nương vào một cái pháp để phá nó, bắt đầu con nương vào hơi thở. Hít vô tôi biết tôi phải vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, vì cái mặt con nó ngứa phải không? Con an trú trong hơi thở, an tịnh thân hành tôi vô, an tịnh thân hành tôi ra. Con nhiếp tâm, nhiếp, đừng có gãi nó sẽ tàn, gãi nó ngứa hoài, ngứa chỗ này tới chỗ khác. Cho nên đừng gãi, răng cắn chặt răng, tác ý an tịnh thân hành tôi biết tôi vô an. Con đừng có đụng tới, đừng có ngứa nữa, đừng con vú vú vậy đó. Nó đỡ chứ nó không có hết. Còn con gan dạ ngứa chết bỏ, để tay cắn chặt hai tay để kẹp cho cứng,
cắn chặt hàm răng cứng lại vì nó ngứa mà nó thọ mà cảm thọ nó khó lắm, nó không chết mà nó khó lắm chứ không phải dễ đâu. Người ta nói đau nhất người ta không sợ chứ tự ngứa chứ. Nó làm cho mình rõ rãi, mà mình gãi vậy nó ngứa ngứa luôn. Đừng có ngứa, cắn chặt răng đi, rồi ta thấy an tịnh thân hành, tôi biết tôi chưa, thọ là vô thường, hồi nãy mày không ngứa, bây giờ mày ngứa là mày phải đi. Gan dạ, tao không sợ đâu, tao không gãi đâu, tao kêu gan đó. Rồi cái con cắn chặt răng vậy, gồng mình lên, quan các bạn, rồi bắt đầu an tịnh, ta ý, ôm chặt pháp nó hơi thở đi, rồi chút còn thấy không có ngứa mà nó không ngứa chỗ nào nữa, nó hết trơn. Con gãi chồng con đứng dậy đi luôn nha. Con gãi chồng con đầu hàng. Con đi ra ngoài cốc luôn chứ không ở trong cốc nữa. Đừng ngứa quá trời. Thôi thầy nói đúng là lúc bây giờ mới biết là mình thắng hay là mình bại đó. Bại rồi mình. Đúng bại rồi, nếu mình gãi là bại rồi. Có khi gãi đầy da, đầy mặt, chứ không phải còn ngứa quá. Hãy cần gãi luôn. Con thấy cái bệnh ngứa mà gãi là ngứa luôn à, còn không gãi là không ngứa. Chúng bạch thầy, con chẳng hạn như mà trong lúc mà con đang ngồi với cái tư thế mà coi như thoải mái đó, buông thõng tay chân á, với cái tư thế mà ngồi thiết già đó, thì ngồi thiết già thì con thấy ngồi mình quán thọ tâm, thân thọ tâm pháp nó rõ ràng hơn, điểm có những sự tâm vô. Nhưng mà biết rằng mình ngồi thiết già quá tâm thanh thản trên tứ niệm xứ có được không bạch thầy? Được, nhưng mà cái đó là cái người mới đầu tu, còn mình tu lâu rồi không có ngồi kiết già để tự nhiên bất động thôi. Còn mình mới đầu mình chưa biết đó mà mình tu mình cũng ngồi kiết già cũng khép chặt á, nó sanh ra đủ thứ tùm lum hết à, nó không có gom đâu. Sau thời gian rồi xả lần ra cái không có ngồi kiết già, thì giữ cái tâm thanh thản, tức là cái tâm bất động bình thường của mình thôi, giữ cái chỗ đó mới đúng của nó, chứ còn khi nó bị gom ngồi cái già mình trói nó lại, trói cái thân mình, tức là mình gom cái thân mình, cho nên nó dễ gom lắm, nó dễ gom làm cho nó an trú. Nhưng mà đó là cái giai đoạn đầu thôi, chứ còn cái giai đoạn sau là ngồi chơi bình thường, không có trói buộc mày muốn gì đó muốn, nhưng mà mày không chạy đâu, phải mắc vào. Ba thầy khi ngồi xếp bằng vô thì con thấy nó gom tâm, nó mình quan sát từ tứ niệm xứ rất dễ, nhưng mà con cái nó chạy qua cái hơi thở rất nhanh. Vì nó bởi vì nó gom rồi, nó bao giờ nó cũng phải trụ ở chỗ nào đó cho nó tạch. Còn em nó trụ, cho nên vì vậy mà luôn luôn ở hơi thở. Vì vậy mà khi thấy nó biết, nó bám vô hơi thở, biết hơi thở ra theo vô. Cái tắc ý thanh tan là vô sự, cái mình lo mình quan sát thì nhận nhã hơi thở ra, chứ không có bám hơi thở. Cho nên nhiều khi mình tu tứ niệm xứ mà mình lại tu hơi thở, nó lại tạp pháp. Dạ, bạch thầy, con thấy tu cái pháp thanh thản là vô sự trên tứ niệm xứ này, con thấy nó đi khác với những cái phương pháp vừa rồi mình làm. Chẳng hạn như con quen chánh niệm tỉnh giác trong khi làm là chú tâm hoặc bật tắt hay là mình để, nhưng bây giờ tự nhiên mình làm một việc gì là mình phải chú tâm vào đó mất. À, khi mà chú tâm vào đó một hồi thì mới nghĩ là không phải, là nó lại thanh thản an lạc vô sự, chứ không phải nó vào trong cái chú tâm đó. Đọc sách thì phải để ý từng chữ, ví dụ như vậy, thì mà khi để ý thì nó đã không còn thanh thản an lạc vô sự mất rồi, nó hoạt động rồi. Dạ, nó hoạt động, nó trở thành chánh niệm tỉnh giác rồi. Ví dụ như bây giờ đó, con đưa cái tay ra con biết thì nó không có thanh thản rồi, bị mình đang biết cái đưa ra. Yeah. Nó còn thanh thản, nó không có làm cái gì hết, nó vô sự nè, nó ngồi đây nè. Mà có nhào động nó đưa cái tay ra, nó biết cái tay thì nó biết đưa ra. Nó đứng dậy thì nó biết đứng dậy. Nó biết đứng dậy, nhưng mà để mà khi mình đứng dậy rồi thì mình đứng xong rồi thì bắt đầu thanh thản rồi lại liền. Con làm gì nó biết nấy, cho nên vì vậy mà mình ngồi yên đó, nó cứ bám những hơi thở. Cái thanh thản của mình, cái tâm nó thanh thản thì nó lại bám trong hơi thở, cho nên nó bám thì nó bị mình nó quen, nó nhiếp vô hơi thở, nó bị trói vô hơi thở, buộc lòng mình nhắc thanh thản là vô sự. Là do nên thời gian sau nó không có bám hơi thở đâu, mà nó ở trong thanh thản, có cái trạng thái thanh thản làm cho cái tâm nó ở trong cái trạng thái thanh thản thì nó không còn bám nữa, nó gọi là bất động tâm, chứ không phải là định niệm hơi thở. Bạch thầy, con thấy nó có một cái như thế này, hướng tâm là tâm thanh thản là vô sự, thì cái tâm mình thanh thản là vô sự. Nhưng mà trên thân thọ tâm pháp là nó khác nữa bạch thầy, nó cứ bám vào cái tâm thì con nói rồi con lại hướng lại phải quan sát từng thân thọ tâm pháp, con phải hướng lại cái tội đang nó bám vào cái tâm mình hả? Không phải, thầy nói như thế này nè. Bởi vì tại sao mà Đức Phật nói trên thân quán thân, rồi trên thọ quán thọ, trên tâm quán tâm, trên pháp quán pháp, phải không? Tại sao Đức Phật nói quán? Là tại vì mình đang tu, cho nên mình mới quán nó, để cho nó được cái thanh thản. Khi nó có chướng ngại, giờ mình quán, mình quan sát nó, mình thấy nó có cái chướng ngại, mình mới tắt ý, mình để lui nó, phải không?
còn nó không có chướng ngại thì tức là nó thanh thản, hay không? Cho nên vì vậy mà người mới tu thì phải quán nó, tức là quan sát nó, thường xuyên quan sát, chứ không phải nói quán rồi mình quán con lần, không phải. Suốt 30 phút đó mình quán biết bao nhiêu lần, chứ nếu mình không quán thì nó cái tâm nó sẽ sinh ra vọng tưởng là cái này cái kia, nó tùm lum ra, nó đủ thứ hết nè, con hiểu không? Cho nên vì vậy mà người mà tu thì mình thường mình quan sát, vì vậy mình không muốn để cho nó bám vào cái hơi thở, mà bám vào một cái gì, ví dụ mấy con giờ con đi mà con giữ cái tâm thanh thản đó thì nó sẽ bám trong bước đi con á, thấy không? Mà nó bám bước đi thì nó chánh niệm tỉnh giác, chứ nó không phải là ở trong cái tứ niệm xứ nữa. Bây giờ tứ niệm xứ thì phải quán thân, mà giờ sao lại nó không quán thân mà nó quán bước đi? Dạ, bà thầy nó cũng cục cái câu hỏi hồi nãy con nói, ví dụ như mình hướng tâm là tâm thanh thản an lạc vô sự, thì thân có tâm thanh thản an lạc vô sự không? Họ có thanh thản an lạc vô sự không? Mà các pháp có thanh thản an lạc vô sự, nó cứ nghĩ tới cái chỗ tâm thanh thản an lạc vô sự không mình? À, nó nghĩ tâm thanh thản an lạc vô sự là tâm không có niệm, nó thanh thản. Nhưng mà cái thân nó đau nhất thì nó làm sao nó thanh thản được? Bởi vì cái thân, cái tâm, cái thọ và cái pháp đều nó là một khối với nhau. Để khi quán thân là nó có tâm thọ trong này luôn, có pháp luôn. Con hiểu không? Phải quán thân thì nó lòi ra. Nếu mà bây giờ ở ngoài kia nó làm cái gì động, pháp nó làm động thì cái thân này nó cũng bị động đó. Hãy con quán thân này nó có, mà bây giờ con nhìn qua cái tâm, bởi vì con phải chạy đi bốn chỗ, con nhìn qua tâm thì cái tâm con nó cũng có cái thân ở trong đó rồi. Cho nên con không quán thân nó cũng có thân rồi. Nhưng mà chính cái chỗ mà con quán cái tâm là cái chủ đề, chủ chốt. Còn cái kia nó phụ là nó cũng dính chùm nhau trong đó, nhưng mà nó có ở trong đó hết. Cho nên thầy nói cái trường thiền mà người ta cách ra bây giờ, cái trường thiền nó quán thân hoặc là quán tâm đi, hoặc quán thọ riêng thì cái đó sai. Bởi vì nó một chùm, nó không có thể mà mình tách rời ra được, con hiểu không? Cho nên vì vậy đó, hãy mình quán thân là nó đã có thọ, nó có tâm, có các pháp trên đó rồi. Nó dính một chùm, nhưng mà chính cái thân là chủ đề, còn mấy kia là tụi nó phụ. Cái mình quán cái thân là mình quan sát cái thân, chứ mình biết cái cảm thọ của thân là có thọ rồi không? Rồi coi cái tâm của nó có bị động gì trên cái thân nó không? Nó không có gì hết thì nó là thanh tạng, là vô sự. Cho nên mình chạy vòng vòng mình coi, là tại vì mới tu nó chạy vòng vòng trên chỗ thân thọ tâm pháp, mà nó chạy tới đâu thì cái đó là cái chủ đề của nó, còn cái kia thì nó kéo theo nó phụ. Hãy mình quan sát cái này thì có mấy loại kia ra thôi. Bà thầy, vì mình hướng mà con pháp hướng thì nó phải đi theo pháp hướng, thì con mới hướng là tâm thanh thản là vô sự, thì bắt đầu cái tâm con bắt đầu nó lại biết cái chỗ tâm thanh thản, cái tâm biết cái tâm. Ủa, sao bây giờ biết cái tâm còn cái thân còn cái thọ, bây giờ mình phải quay lại phải hướng cái tâm lên cái thân cái thọ. Tâm khi mà con qua con nhắc tâm thanh thản là vô sự thì bây giờ nó nhìn cái tâm của nó, phải không? À, nhìn cái tâm thì nó có thân ở thọ đâu đâu. Nó có cái tụi kia ở trong đó rồi. Nó ghi nhận cái kia, mà cái này nó chủ đề. Cái tâm thanh thản là cái chủ đề, còn cái kia nó là phụ thôi. Phải không? Cho nên nó vẫn có một tụi nhau. Bây giờ đó mình muốn chắc ăn hơn nữa là mình quán là cái ta thân mình coi. Tức là cái thân bây giờ bắt đầu chủ đề mà cái tâm nó thành một thứ rồi. Coi không? Đặng cho nó kỹ đó, nó kỹ đặng cho biết coi cái thân coi nó ngứa chỗ nào, nó đau chỗ nào. Mà khi bây giờ con đang bị ngứa thì bắt đầu bây giờ quán thân rồi. Mà con bị những cái niệm vọng tưởng thì bắt đầu phải quán tâm rồi. Con hiểu không? Đặng quán tâm đặng biết rõ coi mày cái vọng tưởng gì đây, cái niệm gì đây, nó thiện ác đây. Nếu mà thiện thì tao để cho ác nó phải dư đi. Đó là cách thức của tu tứ niệm xứ. Dạ, nó bị lòng vòng cái chỗ đó mà thằng cái mình hướng tâm tự nhiên nó bị như nhồi cái tâm. Bây giờ còn cái thân rồi còn cái thọ, cho nên con phải trả lại vòng, phải nhìn lại cái thân, phải nhìn lại cái thọ. Tại vì con bắt đầu con tưởng là mình quán rồi, cái tâm nó không có, nó không có đứng riêng ra đâu, nó một chùm nhau, nó phải quán tâm thì nó có thọ, có thân nó trên đó. Nó không có, bởi vì nói chia ra như vậy chứ sự thật nó có một à, thân thọ tâm pháp nó có một thôi, mà bởi vì nó luôn luôn nó có một cái sự tương ưng, cái sự mà duyên hợp với nhau, nó không có tách rời ra được đâu. Nhưng mà cái chủ đề của nó để cho mình biết nó là mình phải nhắm vào cái thân, nhắm vào cái tâm, nhắm vào cái cảm thọ. Đó là cái chính của mình để mình quan sát cái đó, nhưng mà mình quan sát cái đó là có tuổi kia mình quan sát hết. Cho nên vì vậy đó, trong khi mình tu như vậy để cho cái tâm của mình như vậy nó nhả bớt những cái nó gom lại cái chỗ nào. Thường thường cái tâm mình hồi mình tu về tứ chính cần á, là nó có bốn cái pháp tu của tứ chính cần, là định vô lậu, định niệm hơi thở, định sáng suốt, định chánh niệm tỉnh giác, phải không? Ở trên tứ chính cần nó có bốn cái loại định đó mình tu. Bây giờ vì mình tu tứ chánh cần cho nên mình hay bị nhiếp tâm nó quen rồi. Bây giờ tứ niệm xứ thì phải xả nó ra, chứ không có được cho nó bám vô.
Nhưng mà nó quen cái hồi mình tu tứ chánh cần, nó quen như tu hơi thở, cứ ngồi im cái bắt đầu cũng thấy hơi thở nhịp rồi. Thành ra nó bắt bám vô hơi thở thì cái thanh thản nó không có thấy đâu. Có hiểu không? Cho nên vì vậy đó, buộc lòng mình phải nhắc tâm thanh thản lại vô sự, rồi bắt buộc mình phải quay một vòng ở trên thân đò tâm của mình, mình quan sát nó. Bốn cái chỗ này rồi, xong rồi cái ngồi im chút xíu thấy nó nhịp à? Bởi vì nó quen cái chỗ của nó, nó nhịp không, nó hơi thở, nó biết hơi thở ra vô rồi. Cái mình tắt ý, thanh thản an lạc vô sự, không có được bám vô hơi thở nha, biết thanh thản. Nhưng mà mình nói là nói vậy, chứ mình bắt cái tâm của mình quay một vòng đó. Bốn chỗ thanh thọ tâm pháp gọi là trên thân quán thân, trên tâm quán tâm, trên pháp quán pháp, trên tọa quán tọa. Lúc đó thân nó, cái tâm nó phải đi. Nó đi vòng vòng, nó đi, mình bắt buộc cho nó phải đi. Nó đi thì nó nhả kia ra. Phải không? Cũng bị mình bắt nó phải quan sát cái này thì nó làm sao nó quan sát cái hơi thở. Mà thầy, một cái niệm nào mình khởi lên, ví dụ như mà cho là một cái tài niệm hay là bất cứ một cái niệm nào khởi lên, thì con cũng thấy cái tâm con nó chạy vô cái niệm đó liền. Nó chạy vô. Chạy vô niệm mới, nó không còn mình tâm thanh thản thì nó phải bao coi bốn cái niệm đó. Bốn cái này. Nhưng mà khi có một cái niệm khởi lên thì cái tâm nó chạy. Nó chạy theo cái niệm đó. Dạ, nó chạy nhanh lắm. Nó chạy theo niệm đó. Cho nên vì vậy mà khi mà nó chạy vô cái niệm đó thì bắt đầu mình quan sát cái tâm liền, bởi vì mình biết niệm là tâm. Cho nên mình ngay đó quan sát cái tâm, coi cái niệm này nó cỡ cái gì đây, coi cái tâm mình nó cái niệm gì. Và bây giờ nó là kiết sử hay là nhân quả truyền cái, nó là cái niệm gì, hay hoặc là năm dục trưởng dưỡng nó sanh ra, thì ngay đó biết là mày đi, mày năm dục trưởng dưỡng mày đi, tao đây không chấp nhận. Cái bắt đầu ổng lui, thấy có ăn đi à. Dạ. Con hiểu không? Bởi vì mà nó đi, cái niệm nó đi rồi thì cái tâm nó trở về thanh thản. Hãy cái niệm nó có thì cái tâm không mất thanh thản rồi. Yeah. Con hiểu không? Cho nên vì vậy đó, khi có niệm khởi cái tâm mình nó nhảy ra liền. Yeah. Cái biết đó, nó nhảy theo cái niệm liền. Yeah. Cho nên vì vậy đó mình nhìn, khi mà nó nhảy theo đó, thì mình nhìn lại coi cái niệm này thuộc về loại gì. Hay là ái kiến sử đi, ở đây chỗ này không có ái kiến sử vô đây được, thanh thản an lạc vô sự. Thế bắt đầu mình quan sát, mình đuổi cái tâm của mình, cái đậm của tâm rồi, thì mình đuổi rồi cái mình quan sát bốn chỗ một lần nữa, coi không có gì hết đó. Để thanh thản là vô sự một chút. Cứ một cái thời gian đó, lần lượt cái thời gian mà mình ngồi lại thanh thản nó càng kéo dài ra, rồi nó sanh ra cái niềm hỷ. Đó, thì lúc bây giờ cái thanh thản đó nó dài. Cho đến khi mà nhất dạ hiền một đêm, thì nó đủ tứ thành túc. Mà chưa đủ tứ thành túc thì 7 ngày luôn giữ gìn cái tâm đó 7 ngày. 7 ngày mà nếu có tứ thành túc thì thôi, mà không có tứ thành túc là 7 tháng. 7 tháng chưa có tứ thành túc thì giữ cái tâm đó 7 năm thì coi đi, có thành túc ra không? Thì nghe 7 năm mà giữ được cái tâm đó. Không, thầy nói chừng nhất dạ hiền thôi, một đêm 12 tiếng đồng hồ là con giữ 7 ngày được, con giữ 7 tháng được. Nó sẽ sống luôn ở trong đó, mà nó sống chân lý nữa mà. Nó đâu, mình chứng đạt cái chân lý rồi nó sống luôn rồi. Nó thành ra nói thì nói vậy chứ, chừng 12 tiếng đồng hồ là được rồi. Nhưng mà nó 12 tiếng đồng hồ á, nó chưa có đủ cái sức lực của nó. Cho nên mình kéo dài cái trạng thái thanh thản đó 7 ngày thì thần lực nó đủ. Nó phải nói nó thật sự nó như vậy chứ không có gì. Mà nếu mà trong 12 tiếng đồng hồ đủ thần lực thì thôi rồi, xong rồi, đâu còn tu nữa. Kéo một ít thôi thầy. Rồi con hỏi. 7 ngày giờ không thọ cái này, không thọ cơm cái này. Chừng đó con sẽ dùng cái pháp, bởi vì tứ niệm xứ nó là cái thực phẩm của tứ thần túc, của bảy giác chi rồi. Cho nên vì bãi năng lực của giấc chi, con biết nó không bao giờ đói nữa. Con ngồi và bãi ngày thanh thản an lạc vô sự, nó khởi đói là con bị dục rồi. Có phải không? Nó đâu có dục nữa mấy con. Cho nên bãi ngày không ăn. Mà thầy nói bãi ngày không ăn, bởi vì đó là thuộc gì? Nó sung mãn của tứ niệm xứ rồi. Nó không bao giờ nó đói đâu. Đã nói sung mãn tứ niệm xứ mà nó sung mãn thân thọ tâm pháp, nó đâu có biết đói đâu. Bây giờ nó bãi ngày, nó chưa có đủ tứ thần tốt như vậy, con ngồi bãi tháng nó cũng không ăn luôn. Nó không phải định. Mà tại vì cái thân nó sung mãn, lúc bây giờ cái lỗ chân lông này nó tiếp xúc cái chất bộ vậy, ở ngoài trời nó sống bằng tứ niệm xứ. Còn bởi vì tứ niệm xứ là cái pháp tuyệt diệu, tuyệt diệu của Phật mà, trời đất đâu có chuyện dễ đâu mấy con. Nó làm chủ tất cả mọi cái sự đau khổ của con người mà, cái pháp tứ niệm xứ. Cho nên con bé này trên thân quán thân để khắc phục tham ưu vậy. Con nghe cái câu nói của bà, nó khắc phục ưu khổ trên thân, trên tâm quán tâm để khắc phục tham ưu. Cái phiền não trên tâm nó đẩy lui hết, các pháp tác động vô nó tác động, nó khắc phục hết. Bây giờ trời nóng trời lạnh như câm như rét ở trên như bên Liên Xô, các con dùng cái pháp tứ niệm xứ là nó không lạnh nữa đó. Nó khắc phục được thời tiết, nó khắc phục tất cả mọi cái đó. Bởi vì nó tứ niệm xứ mà, nó khắc phục tham ưu, nó làm cho mình hết ưu phiền.
Các con nghe cái thứ này chưa Đức Phật nói đơn giản chứ mà biết cách là khắc phục được phải không? Cho nên các con đừng tưởng nó thanh thản rồi nó không có đói. Nó đói nó dục sao? Con ngồi 7 ngày không đói đâu. À, ngồi 7 ngày mà không mỏi nữa. Bởi vì cho nên bây giờ thầy nói như thế này nè. Bây giờ con ngồi đây con tu tứ niệm xứ thì con nghe an lạc rồi. Mà nghe nó mỏi là con bị ác pháp rồi như vậy. Thì bao đồng con phải đứng dậy đi, tức là con đang tu tứ niệm xứ chứ con đâu phải là sống ở trong tứ niệm xứ đâu. Tứ niệm xứ chưa sung mãn. Mới đang tập tứ niệm xứ thôi. Cho nên nó còn chút chút, cho nên bây giờ ngồi thôi nó mỏi. Còn kia con ngồi hoài nó không mỏi. Phải không? Nó tứ niệm xứ nó sung mãn làm sao cái thân này mỏi? Nó mỏi là nó có chướng ngại, nó ác pháp rồi. Thì như vậy đâu phải là tứ niệm xứ, mình đâu có chứng đạt tứ niệm xứ đâu. Còn người ta chứng đạt tứ niệm xứ rồi nó không, đâu có chuyển giới đâu. Nó thuộc về chánh niệm rồi, nó không có tà niệm đâu, nó đưa. Pháp của Phật như vậy đó. Rồi, đúng rồi. Mình tu tứ niệm xứ đó, mình ngồi trên thế giới thanh thản rồi khỏi cần ngồi tiếp dạ hay là bán dạ. Nó đâu có cần, con nó tu bốn quay nghi. Con đi cũng được, con đứng cũng được, con nằm cũng được. Nhưng mà mình mới tu thì mình cảnh giác. Còn người ta đã sống trong đó rồi, đi đứng nằm ngồi y như người bình thường. Họ làm tất cả mọi công việc nhưng mà nó ở trong tứ niệm xứ hết, nó sung mãn. Nó hay lắm, mà bởi vì nó tứ niệm xứ mà bốn chỗ thân thọ tâm pháp. Bởi vì thầy nói đọc sách của Phật thầy tới tứ niệm xứ. Không có pháp nào mà hay tứ niệm xứ. Còn cái định, tứ thánh định con biết đó là cái chuyện thường đó. Con tứ thần túc rồi, con nhập định nó dễ như trở bàn tay, có gì đâu khó. Tâm mới cái đồ đó đồ bỏ. Nhưng cho nên cái lớp mà thứ 8 mình chánh định nó không biết cái lớp đó lớp đồ bỏ. Mà chánh niệm lớp đó là lúc có. Sống cho được tứ niệm xứ là không bao giờ được. Cái tứ niệm xứ là cái pháp tuyệt diệu. Cho nên Đức Phật nói lấy chánh pháp, mà không chánh pháp là cái pháp nào. Đức Phật đã xác định rõ ràng đó là tứ niệm xứ. Chánh pháp của Phật là tứ niệm xứ đó. Lấy tứ niệm xứ làm ngọn đèn, làm chỗ nương tựa vững chắc. Khi Đức Phật nhập diệt, Đức Phật đã dặn hết mà. Không có pháp nào hết, chỉ có tứ niệm xứ mới là chánh pháp thôi. Rốt cuộc bà thầy chánh niệm tức là tứ niệm xứ. Chánh niệm đó. Ở trong bát chánh đạo chánh niệm là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ. Cho nên nó xác định được tứ niệm xứ là ở trên cái đó. Mà nói chung là cái chánh niệm đó là cái lớp chánh niệm là tu pháp tứ niệm xứ. Cái giáo trình mà tu tập cho cái lớp chánh niệm là tứ niệm xứ. Bây giờ theo Nam Tông, theo nước ngoài, giờ chánh niệm là tu giống như chánh niệm tỉnh thức mà. Cứ đi đâu cứ chánh niệm, cứ nhìn lại. Trời đó đâu. Cứ cho là chánh niệm. Chưa đủ, cái đó chưa đủ, mới có chút. Mới có chút xíu. Ví dụ như mình ngồi mình tu tứ niệm xứ là mình quán thân thọ tâm pháp mà kêu áo pháp vào là mình tác ý mình đẩy lui. Đẩy lui ra, mình có pháp như lý tác ý là cây chổi đó. Kêu là cây chổi. Thay vì cái nhà con dơ thì con lấy cây chổi con quét. Còn cái tâm con dơ thì con lấy cái pháp như lý tác ý con quét. Đó là tứ niệm xứ, quét bốn chỗ này cho sạch. Vì nó có bốn chỗ, mà nếu mà chỗ nào dơ là cứ quét hết, không có để. Mà con có cây chổi là chỗ tứ niệm tác như lý tác ý. Phải không? Con có cái chổi đó đâu. Cho nên vì vậy mà tu tứ niệm xứ thì có cái chổi này là quét hả? Mà thầy, con thấy mình khi tu tứ niệm xứ mới có 2 ngày, con quan sát thì con thấy là những thứ mình tu hay là những cái cử động của mình là hình như nó đi ngược lại, nó không đúng tứ niệm xứ. Ví dụ như mình ngứa là tự nhiên phản ứng mình phải gãi, phản ứng mà mình thấy không được là mình phản ứng là mình phải đi. Nó phản ứng liền. Như vậy là còn áp pháp, trong áp pháp quá còn nhiều. Còn áp pháp nhiều. Dạ, cho nhiều. Nên rác nhà con còn rác quá trời. Rồi mình làm cứ tự nhiên thôi. Cứ tự nhiên áp pháp không mà chạy theo áp pháp không. Rồi bắt đầu bây giờ nhà dơ rồi lại hốt rác là quăng cho dơ thêm. Chứ đâu phải quét ra. Có phải không? Bây giờ ngứa gãi vậy là hốt rác đổ thêm chứ. Làm sao mà hết được. Tìm nhiều cách làm để cho nó dơ thêm được. Nó dơ thêm. Chứ không có làm cho nó sạch. Rõ ràng là vô minh quá. Bởi vì có chút xíu mà. Con hỏi thế, ngồi mà ngồi như vậy thì gọi có các cái hình ảnh nó hiện lên thì như thế nào? Cái hình ảnh đó là bị tưởng, sắc tưởng rồi. Mình ngồi vậy mà mình thấy có hình ảnh nào hiện lên, ánh sáng, hào quang, tất cả những cái sắc tướng của nó gọi là sắc tưởng. Cái hình ảnh đó nó hiện lên mình thấy thì đó là tưởng hết, sắc tưởng hết. Còn cái mùi thơm, mùi thối gì đó, tất cả đó là gọi là hương tưởng. Cái tưởng đó, mặc dù nó không có cái vật đó thơm mà nó lại nghe mùi thơm thì nó là bị hương tưởng. Không có cái vật đó trước mắt, cái người đó trước mắt, không có hình Phật đó trước mắt mà tại thấy hình đó là bị sắc tưởng. Nhưng mà thầy là có tiếng nói và tiếng phòng đưa đến thì như thế nào? Đó là thinh tưởng.
à, tin tưởng nó nói nghe trong mình ngồi đây mình nghe đâu kêu tên mình hoài, nhưng mà dồn sao không thấy ai hết, tại đó là bị tin tưởng, là nó kêu ở trong mà mình tưởng là ở ngoài kêu, chứ thật là nó tin tưởng kêu. Cái bài thầy thì phương pháp có dùng như thế nào, tốt hay là xấu? À cái đó xấu lắm. Là coi như bây giờ dùng cái gì mà đúng. À tác ý, như lý tác ý, dẫn nó, đuổi nó ra, mày là tưởng đi, tao biết mày rồi, đừng có vô đây. Thì đuổi riết, tụi nó chạy hết thì nó còn lại cái tâm thanh tạng là như tự là tốt. Chỉ có tứ niệm xứ là tốt nhất, còn tất cả những cái khác là không tốt. Bởi vì tứ niệm xứ là cái trạng thái, tứ niệm xứ là cái chân lý rồi, thật rồi. Còn mấy cái tuổi này là cái tuổi ma. Thành ra đuổi hết, không có được để. Cho nên Đức Phật trang nguyện cho chúng ta cái pháp như lý tác ý ấy, mà Đức Phật nói tác ý một tướng khác, một tướng đó thì cái tướng đó sẽ đi. Mà mình bị cái gì mình cứ tác ý cái tướng khác cái đó đi thì nó sẽ mất hả? Chứ không có gì đâu mà sợ. Đức Phật trao cho mình một cái chổi rồi dạy cho mình để giữ quét cái nhà. Bây giờ chỉ có siêng năng quét cái nhà rồi mà liệu biết thì cái nhà dơ. Mà ngứa mà gãi thì thôi, cô ra tìm mà còn chạy ra luôn mà này. Mà chạy thì đó, hôm bữa bữa đó có con đứa nào đó, à con Tuệ Hạnh, nó cũng nói ngứa quá trời, con thanh thản ăn lạc được mà sao nó ngứa quá vậy, thì nó bị con thanh thản được cho nên nó ngứa để con không thanh thản cái gì, nó phá con nói chứ gì, nhưng mà gan dạ nó nha, trời ơi con lấy dầu, con nghe thầy bảo đừng có lấy dầu tha, mà cái tai con nó cũng hồi thấy nó muốn lấy nữa. Thầy chân thành người kia cũng bị nữa, mà thầy nó chết bỏ đừng có nó cái ngứa bao giờ mấy con chết bao giờ mấy con sợ, thế mà nó cứ nó mằn mò nó gãi nó chịu không có được, mà cái thói quen rồi nó ngứa rồi nó bắt gãi cái thói quen, chứ không phải là gì có nghiệp đó, mà mình không thắng được nghiệp làm sao, trói tay trói chân lại đi, lấy dây cột lại mình bị vậy đó, cột tay cột cho cứng lại đi, rồi nó ngứa mặt mình, nó đâu có ai gãi cho nó thì nó hơi nó hết rồi, thì nó ngứa mà không gãi là hết, đau không rên là hết. Đau mà rên là đã hoang, còn ngứa mà gãi là ngứa vàng. Chạy ra gãi dầm hết rồi, chạy đi dầm hết. Dở mấy con dở quá, tôi thầy phải ngồi bất động. Bạn thầy không quen không biết bạn thầy. Mình áp pháp nó đến là coi như nó bình thường nó chạy. Giống rồi. Đầu mà nghĩ lại thì mình nó là áp pháp. Bởi vì tu mình mới thấy thiệt, khó thiệt chứ không phải dễ, khó lắm mấy con. Chiến thắng được nó rồi mấy con thấy mắt lạnh. À mấy con thắng được cái ngủ mấy con thấy mắt lạnh, tỉnh mà tỉnh, thật tỉnh, tỉnh ghê tỉnh, từ cái thớ thịt nó tỉnh ra. Còn cái đau mà mấy con thắng được cái đau, mấy con sẽ thấy mắt lạnh, cái thân nó sung mãn ghê gớm, nó không có biết chút gì đau của mình. Đó là mình đã thắng nó. Còn ngứa vậy mình thắng nó trời, nghe cái thân không có chút nào nó ngứa. Nghe nó an lạc chứ. Cái ngứa thì mình nghe khi mà nó hết ngứa hoàn toàn mình thắng, mình ngồi bất động. Còn khi mà nó qua rồi nghe cái thân nó mát mẻ mà nó làm sao nó an lạc vô cùng, nó không còn ngứa nữa mà nó có cái trạng thái gì đặc biệt khi mình thắng nó. Bởi vì ta nói chiến lợi phẩm, sau cái trận mà mình thắng nó được thì chiến lợi phẩm ghê gớm, nhưng mà thắng được hay thôi thì mình bại trận. không có được hưởng cái gì hết. Thầy con này qua 2 ngày thầy chỉ dạy cho con tu tập pháp môn kinh hành á, thì con tập thì bây giờ con thuần thục từ 5 bước đến 10 bước qua đến 20 bước con thuần thục, nhưng mà thầy con tập quá nhiều mà hai cái bắp này nó hơi đau một tí. À như vậy là con lui lại, con đi ít ít chút rồi bắt đầu con dựa làm sao mà con nghe nó có cái dạng mà nó hơi mỏi con hai bắp đó, thì con tập ít lại, đừng có tập nhiều, tập vừa sức của mình thôi, rồi lần lượt con sẽ đi suốt đêm nó không mỏi đâu. Vì cơ thể chúng ta là cái cơ thể thích nghi, mình tập dần dần. Con thấy cái người hay đi bộ, họ đi cái đường xa, họ đi 5-6 cây số họ đi như thường, còn mình nó đi như vậy mà chưa có đi như vậy đó, mình đi không có nổi đâu. Cho nên ông bà xưa của mình họ quải cái gánh này, họ đi họ đâu có xe cộ như bây giờ, họ đi từ 4-5 cây số, họ đi từ ở Trảng Bàng này mà họ đi tới thành phố 40-50 cây số mà họ đi được, họ đi nó khỏe nó không gì. Bởi vì mình biết cái cơ thể thích nghi con. Bây giờ trời lạnh như thế này nè, mình ở cái chỗ này nè, mà mình đến cái chỗ lạnh á, cái cơ thể một thời gian nó thích nghi, nó sống ở trong lạnh được. Nó tại nó thích nghi. Cho nên cái tập luyện của Phật là tập cho mình thích nghi. Mình dội, mình cũng mau, mình tập quá trời, cái cơ thể nó không thích nghi được, nó phải mỏi, nó đau, nó nhức ở chỗ này. Ờ, cái sức của mình ngồi có 3 phút, mà mình ngồi tới 10 phút thì nó làm sao nó không đau hai cái lưng này. Không phải không? Đó là nó chưa có thích nghi, mình tập từ từ.
Cho nên cái gì cũng vậy, do cái luyện tập của mình nó sẽ tốt thôi. Cái thanh thản, cái tâm thanh thản của mình cũng vậy, tứ niệm xứ niệm mình tập từ từ, chứ mình vội mình làm nhiều quá nó mất thanh thản mà bị ức chế. Bạch thầy, con sau khi con thấy con phát hiện là cái đó đời con cứ tập cứ mỗi môn là coi như là năm lượt, đời sau con lại thả con nghỉ rồi, thả con cầm thấy con đọc coi như là xong thì không thấy rồi, như vậy được lắm đó. Biết cách là thiện xảo. Nhưng như con tập cái pháp môn đó thuần thục rồi thì thầy có cho con tập pháp môn khác. Rồi con sẽ tập thêm một ngày nữa rồi thầy sẽ, bởi vì con còn ở đây lâu, dạ, tập cho nó thuần cái này rồi thầy sẽ dạy thêm. Dạ. Cho thật thuần. Bạch thầy, là con trên thầy hôm qua thì con tu tập cho đến ngày hôm nay là nói chung là phải tỉnh thảo. Thì hôm qua thầy là chỉ giáo tại đây là con về thì lúc đầu thì con cũng thử con tập tu 5 phút. Thì một tiếng đồng hồ thì con tu là cứ 5 phút và 5 phút con nghỉ. Thì 30 phút trong một tiếng đồng hồ đó thì có hai cái điểm xem là. Và buổi trưa thì con nằm mà không ngủ, tối hôm trước con ngủ, một buổi trưa hôm qua con ngủ. Con có đọc lại cái tài liệu của thầy, con mới thấy rằng thầy bảo là tập 1 phút xong đến 2 phút. Thì buổi chiều thì con tu tập 2 tiếng rưỡi. Và cuối giờ chiều con nghỉ thì hôm qua là rất tỉnh giác rất cao. Và đến đêm con cũng 7 giờ đến 10 giờ thì là con tu tập 2 tiếng rưỡi. Nhưng mà cái cuối giờ cuối cùng của đêm thì nó có là hỗ trợ một tí, và coi như là cái bang của cuối cùng của quê nhà 9:30 đến 10 giờ là con thư giãn và con đi ngủ luôn. Thư giãn nghỉ là con ngủ mà như vậy 10 giờ con ngủ và dậy 2:45 là từ những người dậy và rất khỏe. Và như vậy từ chiều cho đến đêm nó có 10 cái niệm nó xen vào và một cái niệm phóng tâm. Thì sáng nay thì con tu tập như vậy là 2:30 cũng như vậy, và nửa giờ sau là con thư giãn. Thì như vậy là có thêm là nắm cái niềm nó xen vào. Tức là 2:30 có 5 cái niềm nó còn tu 2 phút thế này. Và như vậy là rất khỏe, và như vậy là ôn trầm từ nhưng nó biến mất. Bạch thầy, là như vậy con khi nào con tu mà 2 phút mà thấy không còn cái niềm theo, không còn cái niềm nữa, tiếp tục 3 phút. Rồi mới tăng lên 3 phút. Thử tự tăng lên. Tự tăng lên. Và đâu có, hôm qua giờ như thầy bảo đó thì con tu 2 phút con nghỉ đi kinh hành 3 phút. 2 phút thì con tu đi kinh hành 3 phút. Mà tiến tới thì như vậy. Thế thầy thì con cũng áp dụng như vậy. Áp dụng như vậy. Nhưng mà chất lượng đàng hoàng, bây giờ nó còn niệm, tu tập sao nó không niệm mới tăng lên. Chứ còn niệm là nhất định, một niệm là không tăng. Rồi cũng cố gắng khắc phục, nhiếp phục, mà thấy cái đầu mình không có nặng thì mình nhiếp phục trong cái thời gian tu tập kỹ lưỡng hơn, làm sao cho đừng có niệm vô, gọi là nhiếp phục cho được cái tâm. Mà nó còn niệm là con chưa có nhiếp phục được cái tâm, con chưa có làm chủ cái tâm, lôi nó mà nó không nghe, nó còn cục tịch, nó chạy bậy, hiểu không? Phải cứ trói cái tâm nó lại cho chặt, không có được mày chạy lại nữa. Mà nó còn niệm đó là mình trói chưa chặt, có vậy thôi, tức là nhiếp phục chưa được nó. Bởi vì nhiếp phục là làm cho cái tâm nó phục. Con hiểu chưa? Bảo nó phải biết nghe, mày không có niệm, tao bắt buộc mày phải ở trong cái thân hành này, chứ không có được niệm. Thì con bắt buộc sao mà nó không niệm, đó là gọi là nhiếp phục được tâm. Rồi bắt đầu bây giờ tao nhiếp phục được, tao trói mày rồi, thì tao bảo mày phải an trú được cái tâm. Mày an trú cho chặt ở trong này. Thì do đó mà khi mà đạt được cái chất lượng này rồi, thì thầy nói bệnh đau cái gì con đẩy lui được hết. Coi như là cách thức mà dạy cái thức cái nhiếp tâm và an trú tâm, dạy cái thức các con ôm phao, ôm cho chặt cái phao. Bây giờ muốn cái phao của mình nó đừng có tách rời ra, mình phải lấy dây nịt hay gì buộc cho mình cho chặt ở trong cái đó. Rồi cái thức ôm phải nắm những cái quai nó như thế nào, khi mà sóng gió nó lật qua lật lại thì cứ dính trên cái phao này chứ không có tuột ra được. Đó là cách thức nhiếp tâm và an trú tâm. Các con nghe cái chỗ đó chưa? Cho nên khi trong cuộc đời mấy con sẽ bị sóng gió ba đào của nghiệp mà không dạy cách thức của mấy con ôm cho chặt cái phao á, thì sóng gió nó mạnh quá nó đánh mấy con tọt rớt dưới biển chết luôn ở dưới. Bởi vì mất phao rồi thì mới chết thôi chứ không còn cách nào cả. Cho nên cách thức của Phật dạy hay lắm, là chúng ta phải nhiếp tâm và an trú tâm, tức là dạy cách thức cho ôm chặt được cái phao. Ôm được cái phao là tức là ôm pháp cho được, đừng có bung cái pháp ra. Còn giờ mình có niệm là mình bị rớt rồi còn gì.
tức là nắm chưa chặt. Chừng nào nắm chặt là không niệm, các con hiểu chưa? Mình nắm chặt cái pháp tức là bây giờ cứ hơi thở nghĩ lại điều gì thì nó làm cho con trở về cái bình an của cái tâm của con thôi, thấy không? Đó, như vậy là con không có tu gì nhiều, cứ một là thư giãn thanh thản đó, hai là tu cái pháp đẩy lui bệnh thôi, lấy cái thân thành mà đẩy lui, có vậy thôi thì con yên tâm. Mà con đẩy chừng nào hết bệnh rồi thì thầy sẽ dạy cho con tu cái pháp tứ niệm xứ thanh thản là kiêu sự, để cho con nhận ra được cái chân lý của Phật, mà con sống ở trong cái chân lý đó để chết nó không còn tái sanh đâu. Nghĩa là khi mình tắt hơi thở là mình không có tiếp tục mình sanh làm con, làm loài động vật nữa, hết rồi. À, có vậy là chấm dứt cho thấy cái khổ của con đó. Rồi con nhớ chưa, về cứ tập nhiêu đó đi. Có gì con thôi lên trên con tập được tay cái thôi con vậy hả con? Cũng được, cảm nhận được con kiểu bình nó tay quá, mà con vô phòng nóng thì con bị mỏi, con này phải bị gì? Được rồi, cứ hễ con cảm nhận như nó mỏi thì con thay đổi quay nghi liền, rồi con sử dụng cái bước đi con bằng cách cũng đưa bệnh đi ra, rồi bằng cách là con nằm con cũng sử dụng cánh tay con đưa ra đưa vô con đuổi được, hoặc là con không có thể được thì con dùng cái hơi thở, nó có cái động của hơi thở, hễ khi mà hít vô thì con để cho tự nhiên nó hít vô, mà thở ra thì con kèm theo cái tư tưởng là cái bệnh của con phải đi ra theo cái hơi thở. Thì như vậy là vậy hả con? À, được thì con cứ cố gắng, con cứ tập đi, rồi những cái bệnh gì trong thân con nó sẽ bắt đầu nó phục hồi lại hết, nó trở về bình thường, tất cả nó chuyển được cái nghiệp. Nhưng là sau này mấy con giữ tám giới đó, bác quan trai đó, con giữ giới cho nghiêm túc nó thì nó bởi vì nó 17 cái điều lợi ích của giới luật mà, con giữ giới rồi con sử dụng cái pháp, con sẽ đẩy chuyển hết cái nghiệp của thân con sẽ trở về một cái người không bệnh, không bình thường, nó không tật quyền gì nữa hết, hoàn toàn nó sẽ an ổn trở lại. Ừ. Nhớ con tập như vậy là con thấy nó không bị căng đầu, nó không bị nhức đầu con thì con sẽ tập tốt rồi. Và càng ngày cứ nó thích nghi, con tăng dần cái thời gian nó lên, tăng dần, ví dụ như bây giờ 10 phút thì tăng dần 15 phút rồi 20 phút, tăng dần lên mà thấy nó có chướng ngại, tức là nặng đầu hay gì đó thì con dừng lại đó mà con tập, đừng có tăng nữa. Chừng nào mà nó hết đó, thì con tăng lên. À, như vậy là nó có cái chướng ngại đau bụng thì con lui lại. Và đồng thời con tác ý rồi. À, con tác ý vì cái đau bụng đó, con tác ý bảo lui, không có được đau đây chỗ này nữa. Nhưng mà con đừng có tăng lên, thấy không? Bởi vì nó có cái sự mà con tập trung nhiều á, thay vì nó rối loạn nặng đầu nhức đầu con á, thì nó về thần kinh. Mà nó đau bụng á thì nó rối loạn về tiêu hóa, bởi vì con tập trung như vậy là nó có cái ảnh hưởng đó ở trong cơ thể của con, cho nên nó hãy không có cái này nó xảy ra thì có cái kia xảy ra, cho nên con dừng lại thì con ta ý đuổi cái cảm thọ đó đi, mai mốt con tăng lên nó không bị nữa. Ừ. Cho nên cái pháp đối trị mà con có chỗ nào cũng đối trị được có cái pháp để đối trị được cái chướng ngại, cái khổ của nó, đó là cũng là cái nghiệp đó con. Khi mà con tu như vậy mà con thấy cảm thấy đau bụng đó thì đó là cái nghiệp nó ra, nó đón được con, nó không có cho con tới để mà con trả cái nhân quả của con đó, nó không có cho con chuyển đâu. Cái nghiệp mà nó đâu có để cho mình suôn sẻ mình đi trên con đường được đâu, cho nên nó buộc lòng nó phải đối lại với con, nó biết cái pháp đó nó sẽ triệt tiêu cái nghiệp, cái nhân quả đi, cho nên buộc lòng nó phải thực hiện đối lại với con liền tức khắc, nó đánh lại con để con tu cái tập cái pháp đó không được, nó phá cho con vậy, cho nên nó tiến tới nữa không được. Chứ nếu mà mình tiến tới được thì mình tiến hoài nó đi mất hết sao, cho nên nó tiến tới nó bắt đầu lòi cái mặt nó ra, nó đón được, nó không đón được mình bắt cái hôn trầm thị miên vô ký thì đón được mình đau, cảm đau nhất cái này nhất cái kia, con thấy gì, cho nên mình cái dài cái thời gian không được, nó có mà mình bề trí mình luyện tập, càng lúc mình tiến dần nó càng lúc nó lui dần, cho đến khi mà nó bị triệt tiêu thôi, nó lui đến cái mức độ nó không còn cái chỗ nó đứng nữa nó chết, thành ra cái nghiệp nó chấm dứt liền, nó chuyển hết rồi, mình hoàn toàn mình làm chủ. Cái phương pháp là như vậy mấy con. Bạch thầy, con thường hỏi thầy khi con tu như vậy thì định niệm với thời như vậy thì còn những cái niệm nó đen vào. Thì bạch thầy là con có thể dừng lại để tạm biệt đuổi cái niệm đó ra. À, coi như là dừng lại mà tác ý, tức là con câu hữu. Dạ. À, con câu hữu. Nhưng mà khi đó thì con dừng lại, con tác ý với nó rồi. Nhưng mà sau này con nhớ là mình cẩn thận hơn, tu thật kỹ hơn, không được cho nó xen vô. Mà bây giờ mình tu cái thời gian ngắn quá mà để cho nó lọt vô là mình dở, chưa có đủ. Cho nên vì vậy
Còn bây giờ đó, mình khi mà có cái niệm đó thì con tắc ý, con đuổi nó đi, đó là đúng pháp chứ không phải sai. Bây giờ con câu hữu với pháp như lý tắc ý rồi, chứ không có thuần một pháp không. Ví dụ bây giờ con đưa cánh tay ra là thuần một pháp, mà một pháp này con nhiếp phục được thì đâu có cần cái pháp như lý tắc ý nữa. Mà bây giờ gì nó có niệm, con phải tắc, con phải câu hữu để tắc ý nó cái đó. Còn bây giờ con lại thu cái thời gian ngắn lại, ngắn lại cái cánh tay, ngắn lại, đưa ít lại để cho cái sức tập trung cao tuyệt đối, rất là cẩn thận, rất là kỹ lưỡng từng cái hành động làm cho nó vô cũng được. Do đó từng lần được rồi, mình thấy mình tập thuần quen nhu nhiếm cái hành động này trong 5 phút, 3 phút, 2 phút, 1 phút nó thuần rồi, bắt đầu tăng lên 1 phút nữa, rồi tăng lên từ từ tăng lên, thì riết rồi nó bắt đầu nó bị nảy cái pháp mà mình ôm một cái pháp duy nhất đó. Nó đi tới đâu thì cái kia nó lui ra hết. Còn nếu mà nó có xen ra con tác ý thì luôn luôn lúc nào nó cũng sẽ dập chân tại chỗ đó, nhưng mà đuổi được, nhưng mà nó dập chân tại chỗ, nó không có cái chỗ mà nhiếp phục được cái tâm. Cho nên nó biết rằng khi mà ông này, khi mình lọt vô ổng thì ổng có cái pháp con hổng đuổi mình chứ thừa ra ổng chưa thắng mình bằng cái pháp này đâu, bằng cánh tay ổng chưa thắng mình nổi, nó biết. Còn con sử dụng một pháp độc nhất, bởi vì tu một pháp độc nhất nó đặc biệt là nhiếp tâm, là chế ngự tâm toàn bộ một cách rất là kỹ lưỡng. Mà đỡ đây coi như là mình, cái lớp mà còn ở trung học, ở tiểu học á, thì người ta học phổ thông, người ta học chưa có chuyên. Còn mà lên cái lớp mà thầy dạy chuyên rồi thì tu chừng năm hơi thở, năm hành động này là chuyên đó, kêu là lên cái lớp chuyên là lên đại học rồi đó. Nghĩa là nó cái pháp của mình ôm tới đâu là giặt nó chết tới đó, nó không còn ló cái đầu lên được. Các con hiểu không? Đây là lớp chuyên rồi. Cho nên thầy dạy có con ít mà chỉ muốn làm sao cho con chuyên vào cái pháp đó bằng một cách, khi mà cái pháp con đến đâu là cái nội lực của nó đến đó, là không nó dẹt, không có cái nào mà xuyên vô được. Hôn trầm thì miên không có đến được. Còn tại vì mình tu, tại sao mà có hôn trầm thì miên, là tại vì mình tu nó chưa có đủ cái lực mạnh của nó, cái sức tập trung của mình chưa có mạnh. Chứ còn người ta tập trung, bởi vì thầy nói khi mà cái lực tập trung người ta, con mắt người ta nhìn cái chỗ đó, người ta nghĩ chỗ đó, ở trong đầu chỗ đó là quá lửa, tức là cháy chỗ đó, nó cháy đó mà. Cái sức lực của cái năng lực của tâm của chúng ta nó mạnh đến mức độ đó. Mà bây giờ mấy con, cái lực của mấy con mà tập trung mà trong cái hành động đưa như thế này mà còn vọng tưởng, thì thấy nó thật yếu quá, làm sao lửa cháy nổi nữa. Cái sức mà người ta tập trung đến mức độ mà nó quá lửa là nó cháy, nó thành lửa, nó cháy. Cái sức tập trung người ta nhìn chỗ đó là nó phát lửa, nó cháy. Thì nó, cái sức tập trung người ta đến cái mức độ như vậy đó, các con biết nó không phải cao lắm chứ. Mà bây giờ mấy con mới có tập như vậy mà mấy con tập lỏng lẻo như vậy, nó có dụng niệm nó vô rồi làm sao tập trung cao được như vậy. Thầy muốn nói cái sức tập trung của người ta tập trung như đến mức độ vậy đó. Đó. Cho nên bây giờ mấy con là đi lên vào cái lớp mà chuyên á, tức là mấy con tập ít, rất ít, 5 hơi thở, 3 hơi thở mà không để cho một cái vọng tưởng nào vô hết. Thì các con biết là phải tập kỹ lắm á, từng hơi, bởi vì thầy nói từng hơi thở, từng hành động, nó không phải tập nhiều. Tâm một hành động này tôi đưa ra, tôi chú ý rất kỹ là tôi đưa ra nè, rồi tôi nghĩ tôi không đưa ra nữa, mà thế mà tôi động cái là tôi tập trung hết sức của tôi vào. Mà giờ năm tôi đưa 5 lần là cái sức tập trung của tôi 5 lần là cái thời gian đó tôi gom hết lực của trong người tôi, bao nhiêu tôi đặt vô đây hết nè, tôi không có để nó lãng tầm bậy. Bởi vì mấy con không có gom hết sức lực của mình cho nó lãng tầm bậy, cho nên cái khác nó đen xem vô, các con hiểu. Cho nên người nào mà nói tu mà có vọng tưởng thì biết người đó tập trung yếu, gom tâm mạnh, không gì. Bởi vì khi mà gom tâm mạnh rồi các con sẽ biết rồi, thầy nói bây giờ cái đầu con nhức như là ai búa bổ, gom tâm cái nó hết thấy nhức liền. Bởi vì mình gom quá mạnh, cái sức lực của mình gom vào cái đối tượng khác làm cho nó tách lìa cái đau ra. Thế nên Phật dạy an, Phật dạy nhiếp tâm và an trú tâm là đối trị tất cả các cảm thọ trên thân của mình được hết. Mà mình tại mình tập chưa biết cách và chưa có người dạy cho mình đúng cách, cho nên mình chưa có biết, cho nên mình tập cái ngồi 30 phút nhiều, làm sao mà ngồi tôi nhiều được, trời đất có thở giờ tôi có biết cái thức tập này đâu. Tập một lần mà đưa cánh tay ra như thế này mà tôi tập trung kỹ một lần vậy đó, rồi tôi nghĩ, rồi lát nữa tôi đưa một lần nữa tôi tập trung kỹ, và đồng thời tôi kết hợp được 5 lần đưa vậy, tôi rất kỹ từng chút thì cái sức lực của mấy con nó gồm cái lực nó mạnh ghê gớm lắm, cái lực tập trung. Các con hiểu chưa? Bây giờ phải tập trong tập là kỹ. Rồi con thấy sẽ thấy được cái hiệu quả của nó, cái kết quả. Và từ cái kết quả mà tập trung kỹ vậy, con sẽ làm chủ được những cái gì. Con thấy cái niềm tin con với Phật Pháp nó càng mạnh càng, cái lòng tin nó tin ghê lắm. Bởi vì mình tu có kết quả mà, mình tu có làm chủ được mà. Con tu cái gì mà cứ ngày này qua ngày khác cứ ngồi mà có vọng tưởng hoài, thấy cũng vậy à. Các con sẽ lần lượt là các con tu có hình thức, nó cái lòng tin các con cũng mất tin nữa.
Còn thầy dạy đây mấy con thật tu, mấy con sẽ thấy, mấy con làm chủ được rồi, mấy con tin liền. Pháp hay thiệt, vậy mà không tu sao được? Cái lòng tin tự nó tin là tại vì mình làm được, làm có kết quả. Mà có con tu mà không kết quả, là mấy con không kết quả, mấy con sẽ bị mất lòng tin, mấy con thối chuyển liền. Cho nên ở đây thầy muốn làm sao mấy con tu cho đau được, làm chủ được, bệnh đau đến đuổi đi liền. Mà đuổi đi liền thì mấy con phải an nhiếp tâm và an trú được, chứ mấy con an trú không được, ông nội nó có đi đâu. Cũng như bây giờ sư bác ngọ ngứa mà nhiếp tâm được, không làm sao nó ngứa được. Mà gì mà bây giờ nó ngứa quá trời, mình làm sao tôi không gãi, không gãi chịu sao nổi. Phải không? Do cái sức nhiếp tâm cao nó thành ra nó vô đó rồi thì nó không có làm cho nó ngứa mình được hết. Thọ đánh trong vô. Bởi vì cái mức độ thầy biết, cái mức độ của nghiệp nó chỉ có mức độ đó thôi. Còn cái sức lực mà tập trung của Phật Pháp nó cao trăm ngàn lần. Cái kia nó đánh mình, cái ngứa nó ở dưới này lè tè thấm nè. Còn sức tập trung mình ở trên mây xanh như này, trời đất ơi làm sao cái này nó vô tới. Nó không vô tới làm sao nó ngứa. Còn cái này, cái sức mà nó ngứa nó cao vậy, còn cái sức tập trung mình ở dưới này thành ra nó thấy ngứa không à. Có phải không, mấy thấy có ngứa không chứ mấy con thấy đau không, chứ mấy con đâu có thấy cái hơi thở, cái nhiếp tâm của mấy con đâu. Có phải không? Cái ngứa, cái đau của mấy con á thì nó ở trên trời á. Còn cái nhiếp tâm của mấy con ở dưới đất á, thì làm sao mấy con không bị ngứa, không bị đau. Cho nên nhiếp tâm cao hơn nó ở dưới này thì mấy con ở trên này làm sao nó đụng mấy con được. Cho nên vì vậy mà phải tập cho kỹ, tập cho kỹ từng hành động, từng hơi thở thì thầy bảo mấy con sẽ làm chủ được. Mà mấy con làm chủ được thì phải tin rồi. Nó đã đau không quản ngứa, mấy con ở trên mây xanh này nó đụng mấy con không được thì ở tuổi này làm gì mình được. Phải không? Như vậy là mình ôm pháp mà mình làm chủ. Thì như vậy là hay việc, Phật Pháp thì hay, tin, không có mình làm sao không tin. Về tập cho kỹ tham á, ngồi chơi suốt ngày tập một lần thôi, mà tập cho chắc ăn. Chứ đừng tập nhiều, tập ít. Bởi vì mình dồn lại cái sức của mình, gồm lại trong một lúc đó, gồm hết sức lực của mình, tập một lần thôi. Mà ngày nào cũng tập vậy thì tới chừng đụng tới nghiệp mà nó đụng tới mình, nó tao nhiếp vô một cái là mày chết hết. Cái lực nó vậy, nó diệt hết mà, nó chuyển hết mà. Nhớ chưa? Mấy con nhớ chưa? Thầy dạy rồi mới làm. Về mà tập điện cho kỹ trong tay. Nhiều đường đậu, hai cái bắp này nó hơi căng. Hơi căng rồi, bởi vì con tập sai pháp đó, đi quá nhiều á. Đi gì mà tới mà hai cái cơ bắp này mà nó mỏi, nó nhức đông này thì làm sao mà. Cái con lao động thêm cái vệ sinh rồi. Đó, bởi vậy. Thay vì mình lao động vậy thì phải tu ít lại. Này là tu quá sức nữa. Rồi bây giờ mấy con về tập tu đi. Về tập tu. Tập cho kỹ đi mấy con. Nhớ chưa? Tập cho kỹ. Rồi con hỏi đi. Cái tu với thân hành niệm của con là như vậy là chưa được tốt không thầy? Con niệm khởi đó. Nhưng mà con vẫn niệm khởi kệ, cứ tác ý, cứ nhớ tác ý, cán ác là hết đi. Khi mà con đau hoặc bệnh nhất gì đó, con cứ ôm pháp đó, con cán. Rồi hôn trầm thì miên cứ ôm tác ý, liên tục tác ý. Thế khi mà nó bị hôn trầm thì miên tác ý lớn tiếng ra, tác ý như la vậy, thì nó sẽ hết. Còn cái nữa, ở trong cái cuốn kinh đó là văn hóa Phật giáo hai cái này thì là cái giới là đừng có là hãy hướng về thương yêu với sự an vui hạnh phúc của chúng sanh đó thầy. Vậy với khi mà mình quét như vậy mình làm tiếng gãy răng rồi sao thầy? Nó gãy trò chứ ở đâu gãy răng không cũng đỡ. Vậy thì con có thương yêu sự hạnh phúc của chúng không? Con quét thì con phải coi chứ trời, thấy nếu mà thấy có nó thì thôi đừng làm ơn đừng có quét. Ai biểu con không quét, mình quét nhưng mà thấy nó thương yêu cái sự sống của nó thôi. Đừng có quét mấy cái chỗ mà có kiến, tránh làm ơn, tránh dơm. Cái này quét hết, đùa cha con, chồng vợ ta rau cả đống rác kia. Nhiều khi gãi giò, gãi cẳng nữa. Con biết không, tuy rằng nó không chết, nó gãi giò, gãi cẳng. Con nào mà trúng cái chỗ mạnh của con thì nó cũng méo miệng nhăn răng, nó cũng nằm một đống vậy đó là. Cho nên vì vậy mấy con nhớ cái sức của nó yếu lắm. Cái chỗ mình thấy nhẹ, quét nhẹ gì chứ sự thật là cái đau đớn nó lắm. Cho nên vì vậy mà thấy nó thôi tránh đi, đừng có quét cái chỗ đó dùng thầy. Và những cái hành động mà biết như vậy đó, tức là mình thương yêu cái hạnh phúc của chúng sanh. Con hiểu chưa? Đó là Đức Phật đã dạy rồi, ai mình không làm thôi. Mà chừng đó mình thấy khi mình tránh được như vậy mình không làm, rồi mình về mình nghĩ mình thương yêu cái sự hạnh phúc của chúng sanh thì chắc chắn có người thương yêu hạnh phúc của mình, họ không thể làm cho mình khổ đâu. Tại vì mình làm cái chuyện này thì phải nhân quả, nó phải có cái nhân quả tốt cho mình chứ sao. Thì không ai phá mình đâu. Còn giờ ta đương hạnh phúc,
người ta đương chạy kiếm ăn, người ta đương làm hang làm ổ, quét đùa hết, phá hạnh phúc người ta quá trời vậy, quá cái gì thương yêu phải không con? Cho nên như vậy thầy nói mình quét là quét, nhưng mà mình nên tránh đừng làm đau khổ chúng sanh. Trừ ra có mấy mối mà vô ăn nhà mình nó sập nó thì làm ơn đó, đuổi nó ra chứ đừng có tìm mọi cách mà đuổi nó ra. Mình không giết, nhưng bây giờ ví dụ như cái ổ mối nó đùng lên cây cột mình nó ăn đó, thì mình lấy cây mình khựa cho nhẹ nhẹ để không lỡ có đụng con mối nó chết tội, nó cũng là một lời động vật. Mình khựa nó ra làm cho trống hang đó, chồng con ở dưới nó xúm nhau nó lên thì mình đưa nó đi chỗ khác đi, ra ngoài cây kia ở chứ sao mày vô ăn nhà tao, tội mày vô chiếm nhà người khác ăn này. Mà nhưng mà tao vì thương người ta không giết thôi, chứ còn không tao giết sạch thôi. Mà điều mình ở không, mình đâu có gì đâu. Cho nên trong cái hành động mà con ngồi đó, con sửa sẵn, con giúp đỡ cho nó, đưa cho nó ra ngoài kia hết, thì đó là hành động tu đó, tu tâm từ đó. Chứ đâu phải nó mày làm vậy người ta tắm mà nó không có cái niệm gì hết thì nó làm sao nó rời con ra được. Tức là chặt phao, ôm phao vượt biển mà vượt cái biển nghiệp của mấy con chứ gì. Thì vô đầu thì nhạy cái tâm an tỉnh thức chứ gì. Các bạn hiểu chỗ đó chưa?